Chào các bạn, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 9 mới Ryan, sách mới của năm học 2024-2025, chương trình tiếng Anh lớp 9, sách học sinh Student Book. Và hôm nay tiếp tục giải cái bài Unit 3 Healthy Lifestyle Restricting 3A-39 với bài số 5. Hãy nghe và đọc cái bài test này một cách nhanh chóng. What are the main benefits, lợi ích chính của việc tập thể thao và tập thể dục mà được đề cập trong bài test này là gì? Bây giờ chúng ta sẽ nghe máy đọc. Để giáo dục đứa trẻ lười biếng, ba mẹ chỉ cần làm ba việc sau nếu con bạn không thích học và lười biếng. Rồi, chúng ta nghe máy đọc. 3A, Exercise 5. Page 39. Why working out is worth it. Sports and exercise are beneficial, but we might not know what exactly those benefits are. Sports and exercise can improve our physical health. We burn calories and build muscles during workouts, so we can become fitter. However, getting fit is not the only benefit of sports and exercise for our bodies. They can also boost our energy levels and help prevent diseases such as heart disease and cancer. Sports and exercise can also provide great mental health benefits that we may not know. Working out can help us maintain a healthy weight and have a good appearance, which can build our confidence. Besides, exercising is an excellent way to avoid stress by reducing stress hormones and improving sleep. It can also help us build relationships and make friends with people who share our interests. As a teenager, it can be hard to make time for exercise in your busy schedule. However, there are many ways to fit a workout into your busy schedule. You can join an after-school sports team or fitness club, or do exercise at home. In these ways, you can get all the benefits of sports and exercise, although you do not have much free time. Ok, trong bài này chúng ta sẽ có một số từ mới nhé. Một số từ mới của chúng ta như là improve là cải thiện này. Rồi, từ mới này. Improve là cải thiện. Physical health là sức khỏe về thể chất. Sức khỏe thể chất nha các bạn. Chúng ta có build muscle, burn calo là đốt cháy calo. Đốt cháy calo này. Build muscle là phát triển xây dựng cơ này. Xây dựng cơ. Cơ bắp. Rồi chúng ta có heart disease là bệnh tim này, bệnh tim mạch đó, tim. Và cancer là ung thư này. Ok chưa? Provide chúng ta học rồi, nó là cung cấp. Mental health là sức khỏe tinh thần. Sức khỏe tinh thần này các bạn. Sức khỏe tinh thần. Rồi weight là cân nặng, maintain là duy trì, appearance là ngoại hình, confidence là tự tin, rồi interest là sự quan tâm, mối quan tâm. Chúng ta có từ schedule là lịch trình, thời khóa biểu lịch trình. Ok, hết rồi đó. Giờ chúng ta dịch cái bài này nhé. Why working out is worth it? Nhà tại sao làm việc hoạt động bên ngoài lại là đáng giá? Sports and exercise are beneficial. Thể thao và tập thể dục rất là có nhiều lợi ích. But we might not know what exactly
true benefits are, nhưng mà chúng ta có thể là không biết chính xác thực chất cái lợi ích là gì, những cái lợi ích của nó chính xác là cái gì. Bây giờ chúng đọc bên dưới này. Sports and exercise can improve our physical health. Có nghĩa là gì? Thể thao và tập thể dục á thì có thể cải thiện được sức khỏe về thể chất. We burn calories and build muscle during workout. Chúng ta đốt cháy calo và xây dựng cơ bắp, phát triển cơ bắp dựa vào cái thông, tức là trong suốt cái việc mà chúng ta làm cái việc đó là tập thể thao và tập thể dục đó, làm việc bên ngoài, tập thể dục bên ngoài đó. So we can become fitter. Vậy thì chúng ta có thể sẽ cân đối hơn. However, tuy nhiên, getting fit, cân đối, dáng đẹp không chỉ là không phải là một cái lợi ích duy nhất của tập thể thao và tập thể dục cho dành cho cơ thể của chúng ta. They can also boost our energy. Chúng còn có thể tăng cường năng lượng, tăng cường cái cấp độ, cái mức độ năng lượng của chúng ta, and help prevent diseases, và giúp ngăn ngừa bệnh tật, ví dụ như bệnh tim mạch và bệnh ung thư. Sports and exercise còn có thể cung cấp được cái great mental health, là cái gì, sức khỏe, benefits, lợi ích về sức khỏe tinh thần là tuyệt vời mà chúng ta có thể là không biết. Làm việc bên ngoài có thể giúp chúng ta maintain, là duy trì được cái cân nặng mà tốt cho sức khỏe đó, and have a good appearance, và có được cái ngoại hình đẹp. Which can build our confidence, cái mà làm cho chúng ta tự tin. Besides, ngoài ra, exercising is an excellent way, tập thể dục còn là một cái cách tuyệt vời để mà tránh được căng thẳng. Stress là căng thẳng, avoid là tránh, bằng cách reducing stress hormone, bằng cách là giảm thiểu được cái hormone căng thẳng, and improving sleep, và cải thiện được giấc ngủ. It can also help us, nó còn có thể giúp chúng ta xây dựng được mối quan hệ và kết bạn, make friend là kết bạn với mọi người, người mà chia sẻ cùng cái mối quan tâm với chúng ta. As a teenager, khi là một thanh thiếu niên, nó có thể rất là hard, là khó khăn để mà có thời gian dành cho tập luyện trong cái lịch trình bận rộn của các bạn. Tuy nhiên, có rất nhiều cách, there are many ways, có nhiều cách to fit a workout into your busy schedule. Có nhiều cách để chúng ta cân đối những cái việc tập luyện của chúng ta và trong cái lịch trình bận rộn này. You can join an after school sports team or fitness club. Bạn có thể tham gia một cái đội thể thao sau giờ học, hoặc một câu lạc bộ fitness club, hoặc là tập thể dục ở nhà. Theo những cách này thì bạn có thể có được tất cả các lợi ích của thể thao và tập thể dục mặc dù bạn không có nhiều thời gian rảnh. Ok, chúng ta đọc xong rồi ha. Vậy thì cái bài này chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta phải trả lời những cái lợi ích chính của tập thể thao và tập thể dục nào. Chúng ta viết ở đây. Rồi, chúng ta sẽ viết cái bài này ra ha. Bạn đã bị bố mẹ dục cực. Rồi, the main, chúng ta ghi này, the main benefit, những cái lợi ích chính of sports and exercise mention là đề cập, in the test, được đề cập trong bài đọc, đó là improve our physical health. Chúng ta đọc được cái khúc này đúng không nào? Cung cấp một cái sức khỏe tinh thần, provide great mental. Ơi. Ok, chúng ta viết tiếp nào. Mention. Provide great mental health. Ok, mental health benefits. How benefits. Ok, đây là những lợi ích chính. Đó là lợi ích về sức, về vật chất, về vật lý, sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Rồi, chúng ta xuống bài dưới số 6 dưới đây nhé. Là hãy đọc bài test này và chúng ta sẽ chọn đáp án A, B, C, or D nè. Which is not mentioned in the test
as a benefit of sports and exercise. Cái nào không được đề cập trong cái bài test này giống như là một lợi ích của thể thao và thể dục. Câu A này, chúng ta có thể tránh được một vài bệnh tật là đúng ha. Câu B, chúng ta có thể là cao hơn. Câu C, chúng ta có thể trở nên năng lượng hơn, năng động hơn, tích cực hơn. Chúng ta có thể cải thiện về cái fitness của chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ chọn câu nào, cái nào nó không đề cập trong bài này. Cái từ fitness là thể lực các bạn. Thể lực, chúng ta có thể cải thiện được thể lực. Vậy thì cái điều nào không có đề cập trong đây? Đó là câu C. Chúng ta không thấy chỗ nào mà nói cái energetic ha. Còn cái về mà cao hơn thì chúng ta có thấy là gì? Đó là cái mà chúng ta đọc là đó là gì? Chúng ta đọc được đó là giúp chúng ta phát triển được về sức khỏe vật lý đấy. Ok chưa? Cân đối hơn. Đấy, become fitter này, trong này là có đây nhá, become fitter này. Rồi cái phần mà cải thiện được thể lực thì nó liên quan đến cái khúc đây nha. Rồi vậy thì chúng ta qua câu số 2. Theo như cái bài test này thì cái nào có thể làm cho bạn cảm thấy tự tin hơn? Đó là có một ngoại hình đẹp đúng không nào? Có một ngoại hình đẹp. Thì trong cái bài này chúng ta cũng khoanh vào câu C luôn. Having a good appearance. Ngoại hình, có một ngoại hình đẹp, ngoại hình tốt. Đó, giúp chúng ta confident và tự tin hơn. Rồi câu số 3, cái nào không được đề cập trong bài test này giống như là một cái cách dành cho thanh thiếu niên đi tập luyện bên ngoài. Vậy thì tham gia vào cuộc thi thể thao là không thấy có này. Tham gia một câu lạc bộ thể lực này là có ha. Tham gia hoạt động thể thao đồng đội sau giờ học là có. Tập thể dục ở nhà là có. Vậy chúng ta khoan vào câu A bởi vì nó không có đề cập cái cuộc thi. Competition là thi, nhà cuộc thi đấu, thi đấu. Rồi sang bài số 7 của chúng ta, hãy đọc lại bài test và chúng ta xem câu nào đúng sai hoặc là không đề cập. Đúng là right, sai là wrong và không đề cập là doesn't say. Thể thao và tập luyện thể dục á có thể làm cho cơ bắp của chúng ta khỏe hơn. Câu này là có đề cập, nói về cơ bắp là chúng ta thấy có rồi. Right. Tập thể dục có thể mang lại những lợi ích cho cái chỉ mang lại. Các bạn để ý cái từ only, khi mà một cái câu mà nó có từ only á, nó mang cái nghĩa rất là hạn hẹp. Chỉ có cái này thôi thì là chắc chắn là sai các bạn nhé. Đó là mẹo làm bài. Chúng ta dịch câu này, tập thể dục có thể chỉ có thể mang lại lợi ích về về thể chất thôi là sai. Cả tinh thần và thể chất chúng ta phải chọn là wrong này. Câu số 3, tập thể dục giúp chúng ta ngủ tốt hơn, là chúng ta có thấy cái khúc đề cập này, cải thiện giấc ngủ là improving sleep này. Vậy thì câu này chắc chắn đúng, nó đã có trong cái bài đọc thì nó đúng thôi. Sang câu số 4, tham gia một câu lạc bộ thể lực là cách tốt nhất dành cho thanh thiếu niên tập luyện bên ngoài. Chúng ta nói, chúng ta đọc trên bài đây là nó đưa ra những cái cách để chúng ta có thể dành được thời gian, sắp xếp được thời gian để tập thể thao và tập thể dục. Đó là tham gia những cái đội thể thao ở sau giờ học ở trường, rồi tham gia câu lạc bộ thể lực hoặc là tập thể dục ở nhà. Chứ nó không nói cái cách nào là tốt nhất ha. Thì nó là không có đề cập, chúng ta sẽ viết là doesn't say cho cái câu này. Rồi câu số 1 là right, câu số 2 là wrong, câu số 3 là right và câu số 4 là doesn't say. Đó là cái bài số 7. Còn bài số 8 của chúng ta, what do you think is the most important benefits of playing sports and exercising while tell your partner? Có nghĩa là gì? Bạn nghĩ cái lợi ích mà quan trọng nhất của việc chơi thể thao và tập thể dục là gì? Tại sao? Hãy nói cho bạn của bạn biết. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài này như sau. Chúng ta sẽ làm cái bài này ha. Chơi thể thao, playing sports can give you a healthy life, có một cuộc sống mạnh khỏe, and a fit body, và một cơ thể cân đối. Ok chưa? You will là bạn sẽ more active. You will be more active, bạn sẽ năng động tích cực hơn, and healthier, và mạnh khỏe hơn. Healthier, mạnh khỏe hơn bằng cách chơi thể thao, by playing sports, bằng cách chơi những cái môn thể thao. Ví dụ minh họa, to illustrate. Minh họa nè. You can have
lower là thấp hơn, chance là cái cơ hội thấp hơn của việc mà mắc những cái bệnh nghiêm trọng, of getting a serious disease, nhé. Stress, ví dụ như stress, bệnh tim mạch của chúng ta đó là heart attack, suy tim, quỵ tim đó, hoặc là huyết áp cao, high blood pressure. Ok. Rồi chúng ta có thể viết như vậy nha. Rồi chúng ta tạm dừng cái bài 3A reading trang 39 tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong cái phần 3B. Goodbye and see you later.